Bánh mì khổng lồ. Ngày xưa ngày xưa, ở vùng đất Ireland, có một gã khổng lồ tên là Finkun, rất thích luyện võ. Gã luôn nghĩ mình là người khổng lồ mạnh nhất thiên hạ, nên càng hăng say luyện võ mỗi ngày bên bờ sông quê hương. Đúng là sức mạnh của anh mỗi lúc bộc mạnh hơn, Fin ạ. Làm gì có kẻ nào qua mặt được tôi nào. Ngộ không, tôi nghe nói phía bên kia bờ sông, thuộc vùng đất Scotland, còn có một gã khổng lồ da đỏ có sức mạnh kinh hồn bạc vía. Vớ vẩn nào, làm gì có kẻ nào còn to khỏe hơn được chúng ta nữa chứ. Tôi nói thật đấy, muốn gặp hắn thì phải qua con sông rộng lớn này. Đã vậy, tôi sẽ thách đấu với hắn một trận, xem kẻ nào mạnh hơn kẻ nào. Anh chớ có hồ đồ, hắn to lớn gấp mấy lần chúng ta, sức mạnh thì vô biên, khó lòng mà đánh lại lắm. Anh rõ là khéo lo, nhát như thỏ đế, tôi đầy cốc sợ. Trước tiên phải làm cái gành đá nối hai bờ sông này đã. Sức hắn có thể làm được mấy cái gành đá ấy chứ, nhưng hắn không cho phép ai làm gành đá nối qua sông đâu, Phin ạ. Anh nên suy nghĩ kỹ. Anh cứ ở đó mà chứng kiến, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh của Finkun khổng lồ ta. Nói là làm, và bỏ qua lời cảnh báo của anh bạn khổng lồ, Finn một mực quyết đắp bằng được chiếc gành đá nối liền hai bờ. Anh hì hục làm ngày làm đêm, hết ngày nọ sang ngày kia. Cuối cùng chiếc gành đá cũng đã được đắp xong. Hả? Là con gì kêu mà khủng khiếp đến vậy chứ? Trời ơi, không lẽ đây là gã khổng lồ da đỏ sao? Hắn to lớn đến thế này sao chứ? Gấp đôi mình mất. Kẻ nào xây cái gành đá này? Không phải tôi. Ai? Ngươi có nói cho ta biết không? Nếu không, ta sẽ phá nát ngôi làng của ngươi. Là Finkun ạ. Sợ quá, đáng sợ quá. Có chuyện gì thế mình? Mình xem nhà có chỗ nào cho tôi trốn với tên khổng lồ da đỏ đang rượt đuổi phía sau. Trời ơi, gã khổng lồ da đỏ Scotland phải không? Chàng mau nhảy vào trong bồn tắm trốn cho em đi. Finn đâu? Ta muốn chiến đấu với hắn. Finn đi săn mồi rồi thưa ngài. Rất hân hạnh chào đón ngài vào nhà đợi chồng tôi về. Ngài có thể để ngọn giáo của ngài kế bên vũ khí của Finn. Không ngờ vũ khí của hắn to hơn mình đến mấy lần. Ngài ngồi đi, tôi sẽ làm cho ngài chiếc bánh mì ăn tạm trong lúc chờ chồng tôi về. Mời ngài xơi bánh, đây là món bánh mì mà Phim nhà tôi thích ăn nhất đấy. À, xem món yêu thích của ngươi có ra gì không nào. Có vẻ ngài không hợp với món bánh này rồi, để tôi đi lấy cho ngài cốc bia nha. Đây là cốc ưa thích của Phim. Chắc là uống bằng chiếc cốc này rất ngon, nên Phim nhà tôi chỉ toàn dùng nó mỗi khi uống bia. Và tôi nghĩ nó cũng xứng với ngài. Phiền ngài bê giúp cho tôi. Lẽ nào lại có kẻ còn khổng lồ hơn ta sao? Hẳn là cả Phim này phải to lớn lắm. Cả cái vại bia thế kia mà hắn chỉ gọi là cái cốc thôi ư? Ngài cứ tự nhiên, tôi còn phải vào cho con ăn một lát. Thằng nhóc nhà của tôi ăn khỏe lắm, y như bố của nó vậy. Ôi cha, thằng bé con của tên Phim này đã to đến thế này thì hắn còn khổng lồ hơn mình đến cỡ nào chứ. Tốt nhất chớ nên khiêu chiến với hắn thì hơn. Hắn đã chạy mất thần sao? Chào ôi Saba, vợ của ta, nàng thật là thông minh. Ta đã ngu ngốc khách đấu với da đỏ mà không hề biết gã to lớn hơn mình rất nhiều. Nếu không có nàng xử trí tài tình thì ta coi như bị mất mạng rồi. Vậy nên em nghĩ rằng chàng nên mau chóng đi phá cái gành đá ấy đi, nếu không á sẽ còn rất là nguy hiểm. Nàng nói phải lắm, giờ thì ta đã hiểu, làm gì cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi làm, và trí tuệ có thể đánh bại được sức mạnh bạo lực. Ta đi phá cái gành đá ngay đây. Nhận ra bài học cho chính mình, chàng khổng lồ Finkun đã nghe theo người vợ thông minh, lập tức đập nát cái gành đá gã đã cất công xây dựng.
không bao giờ dám kêu căng thách đấu với kẻ mà mình chưa hề biết gì về họ. Lựa chọn sinh tử. Ở thị trấn nhỏ Oostlanden của Nam Phi, có một đôi vợ chồng nọ. Người chồng tên George, còn người vợ tên Helen. George làm việc trong một nông trại ở phía bắc của thị trấn. Hàng ngày, anh đều ra khỏi nhà từ rất sớm và muộn mới trở về. Vợ anh thì đang mang thai nên ở nhà nghỉ ngơi, làm việc nhà. Hôm đó, như thường lệ, George lái chiếc xe chép ra khỏi nhà để đi làm. Nông trại cách nhà anh hơn 50 km. Trên đường đi, phải đi qua một đoạn đường núi khá dài. Đoạn đường núi này gập ghềnh khó đi, xung quanh lại không có nhà dân, rất vắng vẻ, heo hút. À, George, lâu rồi không gặp vợ anh đi làm cùng nhỉ? Dạo này vợ anh vẫn khỏe chứ, cô ấy sắp sinh chưa? Cô ấy đang mang bầu ở tuần thứ 35, chỉ vài tuần nữa là sinh thôi cô Jen à. Bụng cô ấy cũng to hơn nhiều, đi lại cũng khó khăn hơn, nên tôi để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Ồ, vậy hả? Chúc mừng anh sắp được lên chức bố nha. Cảm ơn chị. Thời gian này á, anh phải để ý chăm sóc cô ấy cẩn thận nha chưa. Phụ nữ mang thai lần đầu còn chưa có kinh nghiệm, chắc hẳn sẽ bỡ ngỡ và vất vả hơn nhiều người đã sinh con như chúng tôi. Vâng, tôi sẽ lưu ý, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Alo, Helena, anh nghe đi. Bỗng dưng em thấy đau dữ dội quá anh ơi. Bụng em cứ co thắt lại, em sợ là mình sẽ sinh non mất. Em bình tĩnh, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ dự đoán còn vài tuần nữa mới sinh cơ mà. Em cứ ngồi xuống và hít thở đều đều nha. Anh sẽ về với em ngay bây giờ. Troga, có chuyện gì mà sắc mặt anh hốt hoảng như vậy? Vợ tôi, cô ấy vừa gọi điện thoại báo đang trở dạ. Mà nhà tôi thì ở trong một thung lũng rất hẻo lánh, hàng xóm thì không có ai ở nhà. Tôi vẫn cứ chủ quan, không nghĩ cô ấy trở dạ vào ngày hôm nay. Anh đừng có cuốn quá, phụ nữ trở dạ thì nhanh cũng phải mất vài tiếng mới sinh được. Lần trước Helen đi kiểm tra, bác sĩ đoán nhiều khả năng cô ấy sẽ sinh non, không ngờ còn khách ngày dự sinh hơn một tháng. Mà lời bác sĩ nói đã ứng nghiệm rồi, vậy nên tôi thấy lo lắng quá. Xin lỗi, cầm tiền xăng giúp tôi với. George à, lúc này thời gian chính là sinh mạng, nhưng anh vẫn phải lái xe an toàn đó nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn chị. Helen, em hãy cố gắng thêm một chút nữa nha. Anh chỉ còn cách nhà 10 km nữa thôi. Anh về ngay nha. Em đau quá. Anh muốn chết hay sao? Mày chạy ra giữa đường thế. Tôi mà không phanh kịp là anh mất mạng rồi đấy. Cậu chúa, xin anh hãy cứu lấy con trai tôi. Xe của chúng tôi xảy ra tai nạn, thằng bé đang bị thương rất nặng. Tôi không còn cách nào nữa rồi. Thật lòng tôi cũng rất muốn giúp anh, nhưng hiện tại tôi có việc gấp, rất cần phải về nhà ngay bây giờ. Anh nhờ xe khác có được không? Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Tôi quỳ gối cầu xin anh hãy cứu lấy thằng bé đi. Nó đang chảy rất nhiều máu, e rằng nội tạng cũng bị thương rất nặng rồi. Vậy con trai ông đang ở đâu? Con ơi, tỉnh lại đi, có người đến giúp con rồi. Xin anh hãy cứu lấy thằng bé, nó đang dần lạnh đi rồi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu nó thôi. Nếu còn chậm trễ hơn nữa, Con tôi sẽ chết mất. Cháu bị thương nặng quá, anh đã gọi cấp cứu chưa? Tôi gọi rồi, nhưng đợi xe từ bệnh viện đến rồi quay về sẽ mất gấp đôi thời gian, thằng bé sẽ nguy mất. Chúng tôi đã cố gắng sơ cứu cho cháu rồi, nhưng nó bị thương quá nặng. Vợ tôi đã phải đi bộ quanh đây tìm người giúp đỡ, không biết có tìm được ai không nữa. Quanh vùng này làm gì có người sống, ngôi làng gần nhất là nơi tôi ở cũng phải cách đây 10 km. Ban ngày mọi người đều đi làm ở trong mỏ, giờ này không có ai ở nhà đâu. Ngôi nhà gần nhất là nhà anh sao? Đúng vậy, và cũng chỉ có tôi là người duy nhất có chiếc xe chết này thôi.
Vậy thì vợ tôi, cô ấy đi bộ bấy nhiêu cây số, cũng làm sao tìm được ai cứu giúp chứ. Chỉ còn duy nhất anh có thể cứu được con tôi thôi. Xin hãy cứu thằng bé với. Con ơi, con cố gắng lên con trai. Nếu từ đây đến bệnh viện tầm 20 km, mình sẽ đi thật nhanh rồi quay về với Helen ngay. Thằng bé bị thương nặng quá rồi, nếu không được cấp cứu thì nó sẽ nguy mất. Mau đưa thằng bé lên xe đi, giờ tôi sẽ đưa cháu tới bệnh viện, không thể chần chừ thêm được nữa. Em yêu, em cố gắng đợi anh một lát nha. Anh sẽ về ngay bây giờ. Em còn đau nhiều không? Có. Em đau quá. Không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Em sợ lắm. Em à, em cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ về với em nhanh nhất có thể. Tôi là Anthony. Tôi xin lỗi. Có lẽ việc của anh cũng rất gấp. Vì tôi mà anh... Anh xin lỗi, Helen. Cậu bé ấy đang nằm chờ chết. Anh không thể nào để một sinh mạng chết ngay trước mặt anh được. Cả đời anh sẽ hối hận vô cùng khi mình đã không đưa tay ra cứu lấy họ. Em cố chịu đau một chút nha. Anh sẽ về ngay thôi. Cầu trời cho em được bình an. Cả đời anh sẽ hối hận vô cùng khi mình đã không đưa tay ra cứu lấy họ. Em cố chịu đau một chút nha. Anh sẽ về ngay thôi. Cấp cứu đi, cháu bé đang bị thương rất nặng. Giờ tôi phải đi ngay. Anh ở lại làm thủ tục nhập viện và trông nom cháu bé nha. Chúc cháu tai qua nạn khỏi. Anh ấy quả là một người tốt. Bố con tôi biết lấy gì để đền đáp ơn nghĩa này đây. Helen, em sao rồi? Trời ơi, em ơi. Helen, em làm sao vậy? Helen, em nói gì đi chứ, đừng làm anh sợ mà. Làm ơn, hãy có ai đó nghe máy đi. Helen, đừng im lặng như vậy, anh xin lỗi. Anh không thể làm khác với lương tâm của mình được. Nhưng với anh, em và con chính là tất cả cuộc sống. Nếu em và con xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời mất. Trong ngôi nhà lại im ắng thế này chứ. Helen, em đâu rồi? Helen. Helen. Chúa ơi, em vẫn ở đây. Anh sợ quá, anh cứ tưởng mình đã... Em sao vậy? Trời ơi, anh đã về rồi sao? Em đợi anh mãi, em cứ sợ chẳng được gặp anh bao giờ nữa. Ôi, Helen, anh xin lỗi khi đã về chậm thế này. Anh cứ tưởng anh đã mất hai mẹ con em rồi. Mọi chuyện ổn rồi anh, anh đừng lo mà. May mà có chị ấy. Ai cơ? Anh là chồng của cô ấy đúng không? Hai mẹ con cô ấy đã bình an rồi, anh cứ yên tâm. Tôi phải đi ngay bây giờ đây, không thể chậm trễ hơn được nữa. Anh chăm lo cho hai mẹ con nha. Con trai của tôi, thằng bé bị tai nạn, đang nằm ở dưới vực, cần phải đi cấp cứu gấp. Tôi đang đi tìm người đến cứu giúp đây. Con của chị bị tai nạn sao? Có phải chiếc xe mất phanh lao xuống vực và bố cháu đang ở lại trong cháu không? Đúng vậy, đó là chồng con của tôi. Anh đã gặp họ rồi sao? Vâng, tôi vừa đưa họ tới bệnh viện rồi mới quay lại đây. Có lẽ cháu sẽ không sao đâu. Ôi thật vậy sao? Lạy Chúa, thằng bé đã được đưa vào viện rồi. Ôi có lẽ nào mọi việc lại trùng hợp như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Nhờ có anh thằng bé đã được cứu sống. Chị không cần cảm ơn tôi, vì tôi cũng đang mang ơn chị rất nhiều mà. Chị đã cứu mạng sống của vợ con tôi. Thật sự tôi cảm thấy mình nợ anh một lời xin lỗi. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng.
Khi Anthony chặn xe tôi lại và cầu xin sự giúp đỡ, tôi cũng đã do dự. Nhưng cũng như bà, tôi đã không thể làm ngơ trước tình cảnh nguy kịch của người khác. Cảm ơn anh, John à. Thật may mắn khi cuối cùng chúng ta đã cứu được ba mạng người. Mình à, con đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may là có một người đi đường tốt bụng đã đưa con tới bệnh viện kịp thời. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà người tốt bụng mà anh vừa nhắc đến đây nè. Em nói gì lạ vậy? Sao lại có chuyện lạ lùng đó chứ? Trời ạ, thật may mắn khi cả tôi và anh đã không lựa chọn ngược lại với lương tâm của mình. Chồng tôi vừa gọi điện thông báo tất cả đã bình an hết rồi. Đây là câu chuyện có thật ở thị trấn nhỏ Oslanden, Nam Phi. Đôi vợ chồng sinh em bé ngày hôm đó chính là John, vợ tên Helen. Còn đôi vợ chồng người bác sĩ với đứa trẻ được cứu sống đó chính là ông Anthony và bà Mary. Câu chuyện một lần nữa chứng minh chân lý: chúng ta lương thiện bao nhiêu, trời xanh sẽ hồi báo bấy nhiêu. Tổ chim non trên chạc cây xưa. Lũ vô tích sự, suốt ngày ăn với cãi nhau, nhức hết cái đầu à. Mẹ ơi, xem nè. Con đừng mang con gì về nữa nhé. Lũ mèo hoang, rồi chó vô chủ con nhặt về, ỉ tè bừa bãi khắp sân đây này. Xin không mẹ, hè này nhà cái Trâm đi du lịch nước ngoài một tháng, nên nhà con nuôi giùm. Con định mở vườn thú ở đây hả? Từ giờ mà còn mang con gì về nữa thì liệu hồn với mẹ. Chán quá à. Mẹ mình đang bắt mình đem cho bớt lũ miêu cuốn ở nhà đi á. Chịu, mình không giúp được cậu rồi. Chị hai mình bị dị ứng lông thú. Lại trượt mất rồi. Sao cậu lại đi bắn chim, hãm hại động vật như thế? Việc gì đến nhà ngươi? Hè này băng thiện xã chúng ta sẽ hạ hết lũ chim trên phố, phải không anh em? Phải rồi. Các cậu thật là độc ác, tại sao phải hại lũ chim vô tội chứ? Thật thế đấy. Đi thôi tụi bay, đi chuẩn bị thêm đạn to rồi quay lại. Sao các cậu nở? Băng thiện xạ đã thành công. Đây là chiến lợi phẩm cho linh miêu nhà mình. Băng thiện xạ vô địch, vô địch, vô địch. Nè, quân ta ít hơn quân địch, đừng manh động. Chúng mình đến chậm quá, không cản được thắng cua bắn hại lũ chim rồi. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Hình như là... Xinh quá, đáng yêu quá à. Sao nó kêu liên tục thế? Hay là chúng đói rồi? Có khi nào hai con chim bị thắng cua bắn hạ là bố mẹ của mấy con chim non này không? Phải rồi, chắc bố mẹ chúng đang mang mồi về cho con nên mới dễ dàng trúng đạn của thắng cua như vậy. Đáng thương quá, còn bé xíu mà đã một coi rồi. Trời ơi, chúng mình phải làm gì với lũ chim non này bây giờ? Không thể mang về nhà, mà chúng nó cũng chưa tự bay được. Nếu để thắng cua biết được, chắc chắn lũ chim sẽ lại bị tiêu diệt hết. Chúng mình phải... Tạm thời chắc chưa ai phát hiện ra lũ chim non được đâu. Chúng mình phải chăm sóc và bảo vệ lũ chim non cho đến khi chúng đủ lông đủ cánh bay xa. Tiếp tục truy lùng, anh em! Sao hai đứa này bữa nay nhìn lấm lét vậy ta? Đang làm chuyện mờ ám hả? Chơi đâu kệ tụi tôi, mắc mớ chi tới ông, vô duyên. Tụi bay, lên cây xưa kiểm tra xem có gì mờ ám không. Tưởng giấu được ta chắc. Dừng lại, không được hại chim non. Ôi, người ta đang cưa cây kìa. Có lẽ là tỉa cành trước mùa bão. Họ có chặt cây xưa này không hả? Tất nhiên rồi, cây cả phố luôn ấy. Lũ chim còn chưa tự bay khỏi tổ được mà. Thế là tôi không được lấy ná bắn chim nữa hả? Cái đồ độc ác, chỉ biết lo trò nghịch của mình mà bắn chết chim.
Tôi chỉ muốn bắn chơi luyện tay nghề của mình, chứ đâu muốn bắn chết chúng đâu. Thôi, việc bây giờ là chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ tổ chim an toàn cho tới khi lũ chim non tự bay đi được kìa. Bảo vệ tổ chim. Ông chạy hết rồi. Hay quá. Bác tôi nuôi ông lấy mật, mấy chục tổ cũng có luôn. Còn 5 ngày nữa là lũ chim non có thể ra vàng rồi. Chắc tới lúc đấy người ta mới quay lại cắt cành cây. Nếu sớm hơn chúng ta lại đành phải vào một tổ ong khác vậy. Chúng mình còn phải đi xin lỗi các chú ấy nữa. Chẳng qua vì cứu lũ chim non chúng ta mới làm vậy thôi. Lũ chim non sẽ biết ơn ông lắm. Mà chắc bố mẹ chúng cũng tha thứ cho ông luôn. Y học không bằng trân trọng. Nhanh lên, bệnh nhân này đang vô cùng nguy kịch. Bác sĩ ơi, tình hình của vợ tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công chứ bác sĩ? Hiện giờ ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem tình hình hồi phục của bệnh nhân thế nào đã. Hóa ra là Đạt, cái cậu người yêu cũ của vợ mình. Mình nghe nói Linh được gả vào một gia đình danh giá. Chồng và gia đình nhà chồng có vẻ cũng là một người biết quý trọng, yêu thương cô ấy. Nhưng tại sao Linh lại phải tự tử để ra nông nỗi này chứ? Linh, tay em vừa có phản ứng phải không? Em hãy tỉnh lại đi, Linh. Anh làm cái trò gì vậy? Buông tay vợ tôi ra. Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi thấy cô ấy có phản ứng tay. Tôi bận rỡ quá. Xin anh đừng hiểu lầm. Ai biết thế nào chứ? Gặp lại người yêu cũ, có cơ hội gần gũi, có khi anh lại thích quá ấy chứ. Tôi chỉ đang cố gắng chữa trị cho cô ấy như đúng phận sự của mình mà thôi. Nè, anh đừng có tin tưởng nha. Nếu không phải anh làm ăn tắc trách, trình độ chuyên môn non kém, thì liệu vợ tôi có trở nên như thế này không? Phẫu thuật xong thì các anh bảo là thành công. Giờ thì anh hãy rời khỏi đây ngay. Tôi đã gửi kết quả khám chữa bệnh của vợ tôi cho một chuyên gia đầu ngành rồi. Ngay sau khi có kết quả hội chẩn từ ông ấy, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Giờ thì anh chẳng có tư cách gì để ở đây nữa đâu. Anh cứ làm những điều bạn muốn đi. Còn điều tôi quan tâm duy nhất là bệnh nhân có chữa được hay không mà thôi. Có phải vợ tôi chưa tỉnh lại là do trong quá trình phẫu thuật xảy ra sai sót gì không? Ồ không, tôi nghĩ vị bác sĩ phẫu thuật của bệnh nhân này rất lành nghề đấy. Vết thương đã được xử lý rất tốt, làm giảm khả năng viêm nhiễm cũng như biến chứng. Nhưng tôi phát hiện ra vấn đề nằm ở tình trạng của bệnh nhân trước khi nhập viện. Người nhà bệnh nhân kể rằng có lần còn gặp cô ấy nói chuyện một mình, giận dữ vô cớ với con và thường lơ là việc chăm sóc con. Biểu hiện thật sự rất khác thường. Theo tôi thì đó có thể là những triệu chứng của... Là trầm cảm sau sinh. Tôi hiểu rồi. Có phải ý bác sĩ là chứng trầm cảm sau sinh đang cản trở tâm lý khiến bệnh nhân không muốn tỉnh lại không? Đúng vậy. Có thể hiện tại ý thức của cô ấy đang không muốn cô ấy tỉnh lại. Sao giờ con bé lại sinh ra trầm với chả là cảm? Vớ vẩn. Hay là do con hả Tuấn? Vợ yêu, vợ của anh đâu rồi? Nào, nín đi con, mẹ thương. Cạn ly nào anh em. 1, 2, 3, cạn ly. Mẹ thật là quá đáng. Sao lại kể chuyện vợ chồng mình trước mặt người yêu cũ của Linh thế này chứ? Tức thật, nhưng mà mẹ không thể đổ hết lỗi cho con được. Vậy thì còn mẹ thì sao? Con dâu của bà đúng là có phước lắm mới vào được nhà bà đấy. Ôi, lại chả không mà. Đúng là chuột sa chỉnh gạo. Đấy bà xem, lấy về đây cái là chỉ có ăn với đẻ, có phải làm cái gì đâu. Thế mà tôi nói cho bà biết, chả làm được cái gì nên hồn cả. Có mỗi việc trong con thôi mà suốt ngày để nó khóc lóc điếc hết cả cái tai à. Cũng chỉ tại mẹ suốt ngày chì chiết cô ấy, từ chuyện lớn đến cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không bỏ qua. Rồi suốt ngày ngồi lê đôi mắt nói xấu con dâu với hàng xóm. Bao nhiêu lần cũng bắt gặp rồi. Đúng rồi đấy,
cái tật chì chiết của bà đến tôi còn không chịu được nữa là. Ông thì tốt đẹp lắm hay sao mà nói. Ông thử nhớ lại trước kia đi, lúc ông biết con bé bị băng huyết nặng, dẫn đến việc phải cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Cái gì? Phải cắt bỏ tử cung hả? Không đời nào. Bác sĩ nói tình trạng băng huyết của cô ấy rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mày có biết suy nghĩ không? Con bé mới sinh cho cái nhà này một đứa cháu gái, nếu giờ cắt bỏ tử cung thì cái dòng họ này tuyệt tử à? Không được, biết đâu tình trạng không nguy hiểm như bác sĩ nói. Giờ tính mạng của Linh mới là quan trọng nhất, chuyện đó tính sao đi bố? Thôi được rồi, sau này con làm gì thì làm, miễn sao bố có cháu trai đích tôn là được. Có khi chính cái áp lực cháu trai đích tôn của ông mới là chuyện khiến con bé ra nông nỗi này đó. Ông đừng có mà đẩy tội cho tôi nha. Bà đừng có mà lắm chuyện, có mà do bà ấy. Bố mẹ thôi hết đi, mấy chuyện này hay ho lắm hay sao bà còn lôi ra đây để trách nhau chứ. Khổ thần Linh, chắc cô ấy đã cô đơn buồn tuổi lắm mới đến mức trầm cảm rồi tìm đến cái chết như vậy. Những lời mọi người nói Linh có thể sẽ nghe được, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cô ấy. Xin mọi người đừng tranh cãi nữa, hãy để cô ấy được yên đi. Bố mẹ à, con sẽ chuyển Linh đến một bệnh viện tốt hơn, thậm chí là ra nước ngoài chữa trị. Y học ở nước ngoài rất phát triển, chắc chắn có thể giúp cô ấy tỉnh lại. Anh không hiểu rồi, vấn đề ở đây là anh không cần phải giải thích nhiều, tôi đã quyết vậy rồi. Tôi nghĩ có lẽ anh và hai bác đã lầm rồi. Dù y học có phát triển thế nào thì chỉ có thể cứu được những vết thương về thể xác của bệnh nhân này. Vì hiện tại thì những vết thương bên ngoài của bệnh nhân đã không còn đáng ngại, nhưng những vết thương ở trong tâm hồn bệnh nhân thì y học dù có hiện đại thế nào cũng không thể nào chữa lành được. Vậy chẳng lẽ cô ấy sẽ mãi mãi nằm đây với chứng trầm cảm này sao? Giờ gia đình cần phải trò chuyện, tâm sự, động viên để bệnh nhân vượt qua chứng trầm cảm sau sinh. Khi cảm nhận được tình cảm của các vị, chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Đó là cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của cô ấy. Một thời gian sau, con người ta thường phải đến lúc đánh mất rồi mới biết trân trọng. Y học dù có thần hiệu thế nào cũng không thể sánh bằng sự trân trọng của con người với nhau. Sự trân trọng đó nếu ngay từ đầu đã có thì Linh đâu phải rơi vào hoàn cảnh này đâu. Hy vọng sự trân trọng muộn màng này vẫn đủ để mang cô ấy trở lại. Giáng sinh đến sớm. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cậu bé Ivan Leversey, 7 tuổi, tại thị trấn St. George, bang Ontario, Canada. Chào cô bé, cháu lại đến mua quà cho cậu em họ của mình đấy à? Dạ vâng ạ, cháu muốn mua một bó hoa tặng cho em ấy, chú chọn giúp cháu nha chú. Ừ, xem nào, vậy lấy một bó hướng dương nha, nó sẽ tiếp thêm hy vọng cho cậu bé. Dạ vâng, thế thì tuyệt quá chú ơi. Tính ra cậu bé Ivan nhà cô Maria là một cậu bé ngoan. Thật đáng tiếc cho nó, khi còn nhỏ đã bị căn bệnh u não quái ác như vậy. Hy vọng là nó sẽ sớm vượt qua. Ivan nè, chúc mừng em đã qua đợt hóa trị. Và thật tuyệt vời hơn là chị nghe bố mẹ em nói em được về nhà rồi đó. Thật vậy ạ, chị Shelly, tuyệt quá à, yeah. Bác sĩ ơi, không còn cách nào chữa thật sao? Ủa, chị Maria kìa. Tôi rất tiếc chị Maria. Không, không thể như thế được. Thằng bé còn quá nhỏ, sao lại chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi chứ? Không thể nào. Mừng em về nhà. Wow, đẹp quá à. Con cảm ơn ba mẹ, em cảm ơn chị Shelly. Nhất định em phải nhanh khỏi nha. Mà em biết không, chị đã xin ba mẹ chị để được ở đây với em một tuần rồi đó. Em cần gì cứ bảo chị nha. Thật vậy sao, tuyệt quá à. Cảm ơn chị Shelly, có chị ở đây thật tuyệt vời. Chị Shelly, những ngôi sao ghê sáng thật đấy, nhưng chỉ đêm tối thế này
chúng ta mới nhìn thấy chúng chị ha. Ừ, nhưng em biết không, dù chỉ trong đêm tối chúng ta mới thấy được những vì sao, nhưng những vì sao vẫn luôn ở trên đó, như ba mẹ em và cả chị, cũng như những người bạn của em nữa. Bất kể lúc nào và luôn luôn là như vậy, những người yêu thương nhau thì sẽ luôn nằm trong trái tim của nhau. Con chào bác sĩ, con chào chú gì. Chào cháu bé. Vậy nha, tôi về đã. Dì ơi, bác sĩ đến có việc gì vậy? Tình hình của em Ivan thế nào rồi hả dì? Shelly à, mọi người đều đã rất cố gắng rồi, nhưng bác sĩ nói rằng bệnh tình của Ivan diễn biến nhanh hơn dự tính. Hả? Nhưng mà còn 2 tháng nữa mới tới Noel. Em ấy sẽ không kịp đón Noel thêm lần nữa hả chú? Thằng bé còn chưa ngủ sao? Má à, mẹ à, con muốn được đón Noel cùng cả nhà thêm một lần nữa. Con muốn lắm ba mẹ ơi. Nhưng mà ba mẹ ơi, Noel này trên bức ảnh gia đình mình sẽ không có con nữa, phải không ạ? Ba mẹ à, con yêu cả nhà nhiều lắm. Ivan, em ấy đã biết tất cả rồi sao? Phải rồi, không thể cứ đợi chờ như vậy được. Mình đã đếm kỹ rồi, ở thị trấn có con đường này là trục đường chính. Nếu 25 cửa hàng ở đây cùng trang trí Noel thì khung cảnh sẽ rất đẹp và sẽ giống như là Noel thật sự đã đến. Điều quan trọng bây giờ là thuyết phục mọi người về một Noel sớm. Bác ơi, cháu muốn hỏi bác một điều. Bác nghĩ sao nếu trang trí cửa hàng đón Noel sớm một chút hả bác? Ôi cháu bé ơi, ta e rằng Noel đến cũng chẳng có thời gian mà trang trí ấy, chứ chưa nói đến chuyện trang trí sớm. Và cứ như vậy, cô bé Shelly tiếp tục đi đến nhiều cửa hàng khác để đề nghị họ trang trí Noel sớm hơn mọi năm, nhưng tất cả đều từ chối trước yêu cầu kỳ lạ đó. Chẳng nhẽ kế hoạch của mình không thể thành hiện thực được hay sao? Kìa, cháu bé, đi cẩn thận chứ. Trời ơi, cháu đi đâu mà để lạnh cống ngoài trời như thế này? Ngay sau khi dòng trạng thái của Brandy được chia sẻ, thật bất ngờ là câu chuyện về Ivan đã được lan đi nhanh chóng. Hàng trăm yêu cầu giúp đỡ được gửi về cho Brandy, mong muốn được cùng anh góp sức hỗ trợ gia đình nhà cậu bé. Mấy ngày sau, wow, ông già Noel, mẹ ơi, ông già Noel đến nè. Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh. Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng Giáng sinh. Wow. Ivan, chúc mừng Giáng sinh cậu bé. Ôi, ông già Noel. Cháu biết không, từ lời đề nghị bất ngờ của cháu, không chỉ 3.000 người trong thị trấn này
mà tới 7.000 người đã cùng chung tay để đưa Noel đến đây đấy. Wow! Đó chính là sức lan tỏa của những điều tử tế đó cháu. Mẹ, chị Sally, xem nè. Sau đêm Noel đó, chẳng bao lâu thì Ivan ra đi. Thế nhưng, dù có đến bất cứ nơi nào, thì cậu bé cũng mang theo bên mình những nụ cười hạnh phúc và hơi ấm trong trái tim. Ivan à, tuyết rơi rồi, em có thấy không? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.